idea. Đây, có cho mẹ. Dạ. Đây. Gặp nó rồi. Con gặp tình nó rồi. Không sao con. Gặp nó được dài. Con lại cho chị nấu mì con nhé. Thôi mẹ nhậu ăn và đợi cho con ăn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Con cảm ơn mẹ mua cho. Mẹ đến chúng con. Mẹ đến chân thân là không đến mưa đâu. Mẹ mua quả gì đấy? Đây là quả mướp con ạ. Mẹ mua quả mướp à? Đi con ạ, cắt thêm một ít nữa đi. Mẹ ơi, cái vui nhà tuột rồi. Không, mẹ biết rồi. Nhà chứ con. Thế sao em đầy dựng ở nhà anh đây? Thank you.
าจะสร้างมาแต่ตั้งไปเพื่อยังไม่จำยันเลยI'm
Này bơi. Con đừng để em chó nha. Để em chó làm hỏng hết sau mẹ. Vâng.
Mẹ làm chiếc tu ở đây cũng được. Mẹ mai mẹ làm chiếc tu ở đây cũng được mẹ. Con nhận mất cái rau của mẹ bây giờ. Take a shower. Cây mình cây con bạn thôi này.
con đi. Em gói cơm chưa? 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 Cơm chưa?